Hello, xin chào, năm cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Đây, mấy ngày cuối tuần các bạn này, được ngày cuối tuần đi câu thì trời nó âm u chán 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 phải biết luôn đấy. Vừa âm u vừa lạnh, mây mù này. Đó. Nhưng mà nói chung là với cái đam mê vượt qua tất cả, mưa lạnh gió rét, cá không cắn em vẫn đi câu. Biết đâu lên hàng, nói chung là đi câu cá phụ thuộc vào cái độ may mắn thôi. Còn đâu là thời tiết thì kệ đi. Cứ cái quan trọng nhất là vợ cho đi câu, và thứ hai là mình có đam mê là đi hết. Đó, thì bây giờ em sẽ lấy mồi ủ nhá các bác nhá. Lấy mồi ủ lên đồ đi chỗ câu sớm. Nay em đi cũng sớm. Lên đường câu sớm thì mình có nhiều thời gian câu hơn đấy. Không có nói nhiều nữa, bây giờ em lấy đồ lên đường, các bác theo chân em đến chỗ câu nhá. Kẹo này may mắn là chính thôi. Chứ còn nói về kinh nghiệm thì ít đấy bạn. Kinh nghiệm nói cái kinh nghiệm được cả thì nói chung là nó chỉ là một con số rất là nhỏ, còn đâu vẫn phụ thuộc may mắn. Nhiều bao đi câu ấy, câu ấy mùi run qua bẩn luôn, chép 6 cân cơ mà. Đâu mà câu tất khi hiếm được mà vẫn được hàng. Quên mất chưa cho cái lò xo này vào. Này đánh cả ổ lẫn bó mồi anh em nhá. Em chuyên gia đánh ổ bó mồi. Thật ra là nhiều khi chỉ đánh ổ không hiểu được, nhưng mà cứ thêm tí bó mồi nó tự tin. Ngày hôm nay em đánh lưỡi nhỏ bác nhá, lưỡi này được 8 này. Đánh rất là nhỏ, em đánh đầu cần đấy. Nhiều anh em cũng khuyên quá nên đánh lưỡi nhỏ thôi, thì này chơi lưỡi nhỏ vậy. Lưỡi nhỏ này thì bản thân nó không kéo chìm cái cục phao vào đâu. Em chìm phao bỏ vào 10 rồi. Đó. Nhiều anh em đi mua về cũng gặp cái tình trạng này. Thì đây thì em cũng đã ở nhà đã cắn sẵn rồi. Đây thì chì để cho vào cái để chân đồng của mình, thì khi cái lưỡi này xuống đấy thì bản thân cái lưỡi này nó sẽ kéo chìm được quả phao này. Còn nếu các bác mà không cho chì thì không kéo chìm vào đâu. Nói chung là cái này thì anh em nào cũng biết rồi, nhưng mà mấy người tập chơi hay hỏi em, mấy thằng em mới tập chơi nó cứ hỏi đây. Nhà đã cắt sẵn hai cục chì cho này vừa tầm. Đấy, đã cắn sẵn ở nhà rồi, và thả lưỡi xuống là nó chìm được. Đấy. Bỏ vào mười to quá, em hay đánh đầu cần. Bỏ vào mười, cánh phao đẹp, toàn cánh phao tự chế này, tự cắt hết nhá. Đồ thì câu đi, đa phần tự chế. Cái này lưỡi nó bé quá đấy, em chơi cái nò xo nó hơi to. Nò xo dẹt, giữ mồi tốt nhưng mà hơi to. Đây, em có loại này nữa. Nhiều anh em đảm bảo đi câu theo cái của em rất là ao ước là có cái lò xo này, nhưng mà hiếm lắm, trên thị trường không có đâu. Anh em nhìn nhá. Lò xo dạng dẹt này giữ mồi cực kỳ tốt luôn. Lò xo bút thì giật nên nó vỡ, cái này nó không vỡ được. Em đảm bảo là nhiều bác xem video sau của em xong này cũng tập đánh như cô Lục đấy. Lưỡi nhỏ nên chơi nó so nhỏ nhỏ hợp lý này. Cho đầu xuống dưới đi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Vừa đẹp vừa xinh. Ok. Đó. Chơi thử xem tình hình như thế nào. Hơi sâu nhỉ. Ở đây chỗ này vừa tầm đấy. Chỗ này khi đẹp vừa tầm anh em. Thì đây là mồi. Đây, hôm nay em chơi cục kính to này, thảo. Và con này để bó mồi nhé. Thảo rõ chơi cục to. Đấy. Quá trình phân pha ok thì bắt đầu tiến hành lém mồi. Đấy. Các bác nhìn bộ chua này, dã man chưa? Thì chúng cho cá đến nào. Đến đi mấy em. Đến đi. Ok. Này quá trình dụ cá đến nhá. Nào, quá trình thảo ok thì bây giờ là bó mồi. Nó xo này bó mồi mới là hay tuyệt vời này. Lưỡi nhỏ này đánh lưỡi nhỏ giật cho nó đã.
chưa lấy nét được anh em ạ. Đó, thấy bó mồi của em rào chưa, quá nhìn rào chưa, bó hơi lệch. Rồi một cục này cá đớp vào này, giật lên này, quá tuyệt vời. Vừa xinh. Tránh tình trạng bóm kéo dài, làm thêm một quả cần đơn nữa các bác nhé. Thầu thì ném luôn cần đơn nữa, tránh tình trạng móm. Thật sự các bác là đi câu móm nhiều lên trên này cũng chán luôn ấy. Câu phải được cá là sau mới muốn lên không, mình mấy lần móm này hiệu ngắn ngắn nào, thêm quả cần đơn nữa câu cho nó ngon hơn nữa. Mà mồi dẻo rồi, mồi này của em dẻo, cần đơn bóp thoải mái. Cái đơn đơn nó bóp tách nhà luôn. Mồi rất là dẻo luôn. Xuống nước cái mồi này nếu mà kiểu như là cá nó không ăn hoặc là nước nó chảy không quá mạnh ấy, thì thật sự các bác cứ để vài tiếng vẫn còn mồi. Mồi ủ này cũng rất là hay, quan trọng là anh em biết cách khuấy mồi nhé. Khuấy mồi hay thì mới biết câu đó. Ây rồi, ây à, ôi à, ui đóng rồi nhá mày, ôi à, đúng rồi, chạy đâu, ui, ui bực thế, ui, con chó này nó mắc ngay cái cần cù đơn đó, nó ra mất rồi, ui liền thế nhỉ, thủ ngay cần đơn rồi, thủ ngay cần đơn các bạn. Ngay còn chết tẹt rồi mà, cầu trả đâu còn chết. Ui, đồ con cá to thế mà đóng ngay cái cần đơn này nó quẫy phát bay ra. Nó đau lòng thế. Mãi lên trên này mới được một con, bực thế nhỉ. Đóng bé bét đầy nó nhóc phát nó tuyệt nó mất. Đơn mới trả không đơn, chết tẹt vật sư đi. Tiếc, trời ơi, sao đóng phát vàm thế mà xịt mất, cay thật ý. Quả đấy mà nó không bướm một cái quả đấy nó không bướm cái lưỡi câu đơn của hiệu của em ngon này, cải thế không miệt, bướm ngay cái cần câu đơn, đọc bạn đắng lòng, đắng lòng thanh niên. Bây giờ chưa một cân đấy các bạn, lấy một cân này. Đúng là quả đấy mà không mắc vào cái dây của nó thì con này lên bờ này. Là một cân đấy. Cá to thế mà phí thế nhỉ. Ủa, lần đầu tiên lên trên đây gặp hàng đấy. Mấy lần trước đây không gặp con nào. Tiếc thật đấy. Ủa đẹp tuyệt chật nhỉ. Cái quả này cá kiểu gì nhỉ. Quả đẹp như trong tranh ấy mà chật. Anh em thấy quả nó đè đẹp không? Đẹp tê bòi mà chật. Nước bắn vào mắt kính nhỉ. Đang mở. Đau quá.
Đây rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi. Rồi, úi rồi, úi, úi rồi, úi. Úi rồi, nhà mới cái quả lợ gì này. Úi rồi, chui đỏ anh em nhé. Ui, phí quá. Này, để nét cho anh em xem nó đóng được quả vảy chua đỏ này. Ui, để chua đỏ bác nhá. Bay bắt lên lên bờ. Mà nữa mà không chết, tiếc thế nhỉ. Ừ, rồi, để lưỡi xịn mới không nhá. Con này số nó hên rồi chứ không phải là nó rưỡi rồi. Mới khai trương quả lưỡi mới, không có cớ gì mà lại trượt được. Tiếc quá anh em ạ. Phí thế mà con chuồi ngon quá. Trong tranh vậy mà hụt. Công nhận là mấy câu gặp mà mấy thằng cái cảnh con chuồi nó bay mặt nước mà hụt này. Rất là khôn, nó bay cái là nó dậy quay lại cái là bùng nữa ngay. Tài thật thì bọn khốn như mại. Kiểu quái ấy nhỉ, con đẹp thế không chết nhỉ. Này mấy con thanh con này. Nên này gặp phải mấy cá con này các bạn ạ. Đẻ toán quả trùng ngon như là gì mà không chết, tải thật đấy. Đấy, cá con nó trùng người rồi. Đẹp như trong tranh. Đẹp như trong tranh không chết. Rồi có lẽ thu đồ ấy về thì các bác ngồi ườn người ra khoảng 4 tiếng thì không được con nào nữa. Trượt mấy con tiếc quá. Nói chung là cay cú, nên đây là nào cũng cay cú. Lần trước thì không được phát nào lần này được 2 phát một xịt. Nhưng mà rất là tiếc. Ngồi mãi chán lắm rồi. Trời đang nắng đẹp, mỗi khi em phải thu đồ đi về thôi. Để nhà nghỉ ngơi. Buồn ơi đâu buồn nào, chắc còn đến đây phục thù sau. Ủa đấy. Ui giời ơi. Ôi đồ, khi này lại cố tiếp nhỉ. Còn con này nó đang ăn từ bao giờ ấy. Cái con này số chết đấy anh em ạ. Để em đang bảo em đi về này. Có khi lại cố tiếp này. Con này con đầu tiên để đuổi để đút con dọ nhé đi về. 4 tiếng đồng hồ của tôi. Đóng này, anh em nhìn chưa? Con này nó ăn kiểu gì, đóng thẳng một tí vào cái vầy nữa. Khả năng cục tiếp. Đã thế em cục tiếp. Mày ở đây. Xem mày đâu rồi. Ui, nó mất. À. Ôi. Trượt mấy con đầu tiên cho rõ quá. À, ngon. Đỏ lắm. Giật bừa lại chết chứ. Thành con này. Con đầu tiên rõ rõ. Bóng hay nữa hả? Cá không đẻ mà chết thế mới đẳng cấp. Đáng định đi về. Rồi khi câu lốt tí nữa. Chẳng may được hàng. Câu lốt phát nữa bạn ạ. Mồi hãy còn thì về nữa. Chán. Chán lắm này không giật phát nào. Nè mà cầu lốt cái số mồi này nhé. Máy. Cầu lốt số mồi này thì về là vừa tầm đấy.
thỉnh thoảng được con có hứng thú ngồi lại ngồi gần người rồi mà nó không ăn được. Mấy cái lúc đầu xuống này tưởng này vào mặt hàng, lúc đầu xuống cá đớp mạnh thế mà bây giờ nó cứ làm sao giặt dẹo. Tầm trưa thì cá nãy đi ăn nó ấy. 3 giờ ra là thôi được. Tầm 3 giờ đổ ra mới câu được cá. Có cá câu nó hứng khởi hẳn nhé. Không có nào ngồi mãi nó chán. Ôi, về rồi anh em, chán này, chính thức bây giờ chán rồi đấy. Cô bác là lấy câu này cũng là ơn người này, đáng đến lúc về được con đô phi. Thì sáng em có cái lập cái lời thề là nếu mà hôm nay không được con nào thì sau không được đến đây nữa. Hôm nay em có hàng nhé. Tiếc quá sáng nay đóng được mấy hàng khủng thì lại mất được mỗi đô phi này. Đồ phi ngon đẹp luôn, thôi khi nào thả nó em tính là đợi khoảng đến 30 tháng 4 một năm em quay lại đây mấy ngày nghỉ mấy ngày nên đây cầu chưa cầu này ngày hôm nay à. Thật sự các bác là bây giờ rất là mát mà câu cá như này nếu mà em còn kiểu như không mệt ấy thì ngồi đến tối quá đẹp luôn, nhưng mà giờ mệt lắm mày, chán lắm mày, rồi thả này đấy, ngồi giờ chán lắm mày, đau hết cả lưng, về nghỉ ngơi. Chiều khi em còn chạy đi mua ít lưỡi nữa. Ít lưỡi của em này em mua nó hơi nhỏ. Này lưỡi mới nhưng mà nó nhỏ quá, này đóng nó không sâu. Kể ra là em chơi quả tay 12 thì đẹp. Đấy, kể ra làm lưỡi tay 12 đẹp đây. Tay này là em đầu tiên em mua trên đấy là người ta bảo lưỡi 10, nhưng thực ra cái này theo lên 8 mấy không 10 mấy. Chống xì là giật mà con đồng phi nó còn dẻo hết cả đi, nhưng mà cái lưỡi này nó bán 50.000 một lưỡi, 50.000 một cái lưỡi này đấy, kinh được cái thôi. Kia giờ em về để chuẩn bị đồ thì mai mới là chủ nhật cơ, nay thứ bảy, khả năng mai cũng đi câu một buổi sáng nữa. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé. Em về đây này chính thức lại móm. buồn nhưng mà móm trong cay cú chứ không phải móm bình thường.